Dạng thiệt luôn hả? Ừ. Này này mấy cây? Dạ. Này mấy cây? Tôi có 1 chỉ 2 chỉ hả? Trời trời. Dạng 18 hả? Trời ơi, chú quẩy một đen gì ở sau lưng chú. Có thuốc không? Trời ơi. Chú có thể để xuống được không? Được. Trời ơi, chú treo này ngay cả nhà. Trời ơi. Quê em nhớ lại chuỗi ngày mến thương. Sao nhiều năm cách xa ruộng đồng. Trên con sông canh đồng phút giây tranh lòng giàn cỏ đông nước biếc xanh trong ngoài ruộng xa lúa chỗ đồng đồng. Dạ Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thanh Trúc đi trên đường và gặp ông chú rất là kỳ lạ. Dạ con chào chú. Nhiều may mắn vậy. Thấy chú để cái trong đồ trong bụng nhiều quá hả? Rồi cái này chú đeo vàng nữa nè. Dành dò hả chú? Dạ. Cái con thấy chú con có thể đụng không chú? Không có sao. Rồi. Sao sao chú bận đồ phụ nữ nè. Trong bụng của chú là để gì chú? Vé số mua để dành dò. Chú có chú năm nay bao nhiêu tuổi? 52. 52 hả? Rồi chú có vợ con gì không? Có. Rồi đâu chú? Chú có lãnh cái cậu. Vậy hả? Rồi thấy trên nón chú có để muỗng đũa được nhiều vậy? Là buộc tôi để nó gãy. Là mình mỗi lần mình ăn cái mình lấy xuống mình ăn luôn hả? Dạ. Trời. Để nó gãy luôn. Chú có thể để xuống cho con coi được không? Không ở trong được. Gì à? Con thấy chú đeo vàng nữa nè. Vàng thiệt hả chú? Thiệt, đâu có vàng giả nè. Bên đây nè. Vàng thiệt nữa. Vàng thiệt luôn hả? Này này mấy cây? Dạ. Này mấy cây? Tôi có 1 chỉ 2 chỉ hả? Trời trời. Vàng 18 hả? Trời ơi. Con chú quẩy một đen gì ở sau lưng chú. Có thuốc không? Trời ơi. Chú có thể để xuống được không? Được. Trời ơi, chú treo này ngay cả nhà. Trời ơi. Con ở ngoài sao ở chú xăm nhiều lỗ hả? Để mình buộc quẩy bị đồ. Trời ơi. Sáng giờ chú ăn uống gì chưa? Chưa. Về nhà có thôi. Về nhà. Nhà chú ở đâu? Trong chợ con hai. Tuốt trên kia hả? Chú ở với ai? Chị. Trời chị hả? Sao con thấy chú bận quần của phụ nữ không à? Thích hay gì chú? Chị gái rồi con em út. Chú có thể ngồi bẹp xuống đi chú. Ngồi bẹp xuống đi. Ừ. Trời ơi. Con thấy lạ quá. Rồi chú có hút thuốc không? Cái này là cái gì chú? Lì xì hả? Cái lì xì hả? Cái gì chú? Cái là vô. Cái là vô. Ôi cái này sao cái là vô? Là vô rồi cái mà cái xét rồi để dành mình đi mình để nghe hát chơi đó. Vậy hả? Cái này con thấy cái thiệp mà. Dạ. Dạ. Rồi chú có vợ con gì không? Có, ở dưới Cầu Lãnh. Dạ, vợ dưới Cầu Lãnh. Dạ dưới Cầu Lãnh rồi chú lên đây hả? Nhà ông này hả? Trong chỗ của hai trong này. Chào chú. Dạ. Đi sao không đi vậy? Con thấy chú để đồ trong bụng nhiều quá. Ở trong đó có gì vậy chú? Trời ơi, ông quẹt kìa. Chú mấy khẩu trang này nó dơ lắm, sao chú lấy chi vậy? Để buộc rồi. Trời ơi. Chú bỏ đi rồi mua cho chú về thùng. Được không? Bỏ đâu á. Con mua cái mới cho chú nè. Bởi vì không có buộc gì. Chú bỏ hết đi con cho chú khẩu trang mới. Chịu không? Chịu không? Có luôn kìa. Có luôn. Con cho thôi. Nó dơ. Chú sao con thấy là về nhà vậy? Trời ơi, chú 52. Chú con thấy ở đằng sau chú để cái gì đâu nhiều quá hả? Đâu có. Này nè, ở đằng sau lên đít tiền đó hả? Không có. Cái bị thuốc không à. Trời ơi. Có gì nữa kìa? Không biết sao kìa. Khỏi. Đũa. Đũa hả? Ừ. Ổng nói là đi ăn cơm rồi là lấy xuống quốc luôn. Buộc. Mà mỗi lần đi ăn cơm lấy xuống ăn luôn hả chú? Được rồi. Là mình tiện lại hả? Dạ. Là mình lại tiệm là mình khỏi lấy đũa. Khỏi cũng được. Trời ơi, lạ quá hả? Người ta có đũa mới cho mình.
chú đeo vàng gì rồi sợ không sợ bằng đêm người ta là lấy sao? À. Tối rồi chú về nhà. Sao không sợ sao? Tay không hết. Dạ. Yeah. Sao chú? Lấy mình đòi lại. Lấy mình đòi lại hả? Ta đi sao đòi? Biết ta đâu đòi chú. Trời ơi. Chú đeo vàng nữa nè cả nhà. Mấy chỉ chú? Đâu có một hai chỉ rồi cậu ơi. Hai chỉ không? Ờ. À, trời ơi. Một hai chỉ luôn. Rồi chú đi gì rồi sợ mắc không? Không à, người ta lấy người ta trả hay gì? Ừ, mình đòi người ta trả lại. Hồi nãy chú nói với con á là vợ chú ở đâu? Với Cao Lãnh. Cao Lãnh rồi chú ở đây hả? Ừ. Chỗ đường mà cầu trên vô chợ của hai đó. Rồi vợ chú còn sống chung với chú không? Còn. Còn à? Dạ. Rồi chú đi là mỗi ngày. Qua Tết mới gì chứ. Rồi chú có con cái gì không chú? Dạ. Có. Rồi mấy đứa con? Mấy đứa bự rồi. Rồi không ai nuôi chú cho sao đi lang thang vậy? Có mấy chị. Chị chú nuôi ha? Dạ. Rồi cho ăn uống đầy đủ không? Có. Con thấy lạ quá nè. Chú để ông bụng quá. À. Chú có thể dỡ cái áo lên đóng lên kiếm cho con xem không? Ở trong kìa. Ở trong cái đó là gì mà động vào dữ kia. Ở trong á. Đóng áo. Ở chú dỡ dưới đây nè. Dỡ dưới đây nè thử coi. Ôi trời trời. Cứ ngắt rồi dỡ thử coi. Đóng áo. Được không? Quá cứng. Ôi ôi. Ơi. Ơi chú. Quá đầy luôn. Đây có cái áo của người phụ nữ trong đây gì nè. Nhưng mà áo nữ luôn rồi ơi. Ôi ôi. Ôi. Ôi ôi. Chú bận quần phụ nữ nữa nè. Chú thích bận đồ phụ nữ hay sao? Bị đồ thoát. Sao chú? Đồ nó chắc. Chú đồ phụ. Nó lâu. Chú để cái móc trong cái áo chú hay vậy? Ờ. Đó có cái móc kìa. Ôi ôi cùng quá chừng. Không có. Rất chú con thấy là lạ là chú đem đồ bỏ trong bụng nhiều quá nè. Ôi ôi giờ chú đứng lên cho con coi cái coi. Coi cái chú đứng lên thôi. Chú đứng lên cho mấy thằng con coi cái tướng của chú coi. Ôi ôi nè cả nhà. Cái bụng này ở ngoài vô. À. Chú bận đồ nhiều hả chú? Dạ. Ôi nè, tiền là dữ lắm luôn nè cả nhà. Con thấy tiền hay gì nè chú phải không? Số giờ đó không ơi. Có tiền không? Có tiền không? Móc ra cho con coi coi. Không. Không được hả? Ờ để bữa nay thứ hai chứ phải không? Thứ hai tới đi. Thứ hai tới hả? Ờ mua đủ. Trời ơi chú. Đại gia đó. Khu vực này đại gia. Ờ khu vực đại gia luôn. Số giờ rồi quay chú. Biết giờ. Có người mới nói nè. Nghe nói có người vợ nói chú gì anh sớm ha. Vợ chú như làm chuyện có lỗi với chú rồi chú buồn rồi chú đi lên đây. Vậy hả? Trời ơi. Đại gia. Chú ngày xưa là chú đại gia hả? Bị mà ấy đó. Mà sao chú? Mà ruộng đó chú. Rồi sao? Rồi lúa để nhà nó không hết. Xài hoài cũng không hết đâu. À, ngày xưa giàu dữ vậy? Ờ. Rồi con có mấy anh con có nghe nói. Vàng cũng không hết. Dạ, rồi chú để đâu? Dạ. Chú để đâu? Gỡ nhà bà vợ con. Rồi bây giờ nó lấy dạ. Có lấy lại hết chưa? Thứ nay thứ hai phải không? Dạ. Rồi thứ hai rồi cái vàng xe ông ta đi dưới. Đi dạ. Dưới lấy vàng lấy lúa lại ha. Dạ. Người ta đưa đủ không? Rồi người ta nhắm dạ. Bây giờ lâu rồi ta có đưa trả lại cho mình không? Ừ đưa đủ mà. Có lúa mà chú gửi chú có ghi giấy gì không? Không có. Rồi giờ này chắc lấy lại khó lắm chú ơi. Dạ. Chú đeo đồ như gì nè? Mà có khi nào nặng quá không chú? Không. Con thấy có khi nào chú thấy khó chịu trong mình không? Không. Con thấy khó chịu trong mình nè. Sao mà nó cứ ngắt nè. Ờ cái gì á? Cái gì im đây hả? Không có. Chú dạ chú, con xem thử coi trong bụng chú có gì tổng ạ. Trong cái áo á. Không có. Có giờ chú cần gì không? Mấy nay con giúp. Không cần gì chứ hả? Có cần thuốc hút hay là tập khói phải không? Ở nhà có, nhà con có. Ở nhà chú có luôn ha. Chú hồi nãy chú nói con là chú năm mấy tuổi hả chú? Ờ, năm hai. Chú là chú xuống đây mình đứng đây chú. Chú một cái kỳ lạ là chú để đũa gì nè cả nhà. Quá lạ luôn. Chú tên gì vậy chú? Tên Lên. Chú Lên. À. Dạ. Nguyễn Văn Lên. Dạ. Yeah. À, chú Lên là nhà chú Lên cũng có nhà cửa đàng hoàng ha. Yeah. Nhưng mà sao mà chú lại đi lang thang gì chú Lên? Đi mà chơi Tết rồi đó cậu ơi. Chơi Tết. À. Dạ. Yeah.
Vàng ơi, bữa nay là chú đi chơi Tết trước rồi hả? Ờ. Còn cả tháng nữa lận mà. Tháng nữa hả? Dạ, mà nhưng mà chú đi chơi trước hả? Chơi trước. Dạ, mấy hôm trước thì chú có đi lễ Noel không? Không. Dạ, không có đi ha. Dạ. Vàng. Tình với đồ có. Vàng ơi, sao chú để gì nè, con thấy mấy anh em con thấy dơ đó. Ờ, chú bỏ mấy anh em con cho cái khác được không? Khỏi thôi, nhà nè. Có nữa. Nè chú. Ờ. Rồi cho con đụng lên đây được không? Được. Sao chú để móc nhiều quá chú? Nó gấp. Rồi là gấp. Nhà có đồ không chú, sao lại mà không gấp gì? Có. Rồi. Mình chú kiện rất là nhiều luôn cả nhà. Có nực trong mình không chú? Không. Chú để nhiều. Dạ. Con thấy trong cái cổ chú á. Ờ không. Là có dây chuyền nữa kìa. Ờ không. Rồi. Sao? Dây chuyền rất nhiều luôn. Rất dạ, nhiều luôn hả? Chú nhóng cho mấy anh em con coi dây chuyền đâu. Ở trong á, dây chuyền. Ở trong á, dây chuyền ở trong á. Rất là đẹp luôn chú. Ờ. Chú lấy ra cho mấy anh em con coi được không? Được không? Dạ. Khỏi lấy ra được không? Dạ cũng được. Ờ dạ. Bị nó cứng cái cậy. Cứng lắm hả? Chú đeo nhiều lắm hả chú? Ờ, 1-2 cây mà phải không? Ờ, đúng rồi. Ờ, nó nhầm chứ. Cây vàng là không chú trong đó. Tại vì là đấy. Vàng mà không cho mọi người xem được. Đúng rồi. Dạ, cho anh ta coi sao mắt hả chú? Đại gia, chú là đại gia rồi. Đại thì có ông anh đại cũng nói là bị con biết dò số nó ngang dò một tầng chỉ là cũng mấy ngàn, mấy triệu. Rồi. Nói chung mà không phải lắm hết. Mà chú dò giấy số bằng cái gì? Dò bằng... TV hay là bằng cái điện thoại? Là giấy dò. Giấy dò. Dạ. Giấy dò người ta bỏ đó, để đưa mình dò. Rồi chú dò một tầng là bao nhiêu mấy triệu? Dò mà hết một tầng đó mấy lô đó. Là được nhiêu chú? 1-2 triệu. Ôi ôi. Dạ, trúng được 1-2 triệu hả chú? Nói chung đủ trơn. Rồi chú có sắm vàng không? Không có. Rồi vàng mà chú đeo với cổ đó là ở đâu? Ở nhà con. Nhà con vàng hả? Ôi ôi. Mấy bữa nay là chú có trúng số không? Chưa. Qua Tết còn mới trúng. Qua Tết mới trúng ha. Bữa nào có chúng thì dẫn cho tụi con ăn, đãi tụi con ăn được bữa được không? Được. Bây giờ có tiền trong đó không? Giờ đãi nó đi. Cậu biết trên chỗ nhà ông cháu bé mà có bán mà gói dịch không? Ở con đi chảnh trước cả hai ông theo đi chảnh con đợi được không? Giờ nè. Chú đãi con ha. Ừ. Đi. Dạ. Bây giờ ngồi nói chút chuyện chút xíu nữa đi rồi đi. Mình về nhà khỏi ăn cơm. Ôi ơi. Chú đãi mình đâu ăn ha. Chú rất là tốt luôn nha. Khỏi ăn cơm. Chú có tiền không? Chú đãi mấy hai con. Con còn gửi chảnh là chú còn gửi cho anh ơi. Gửi chảnh mấy triệu. Dạ. Chưa hết. Dạ. Chừng nào hết thì mình gửi nữa. Dạ. Có khi nào chú có kẹt tiền xài chú bán vàng không? Có không chú? Có thôi. Gì hả? Chú con thấy nhiều quá nè. Ôi ôi, chiếc nhẫn này là hai chỉ hả chú? Cái này nhẫn thiệt hay nhẫn giả chú? Chú nói thiệt đó. Chú nói là hai chỉ á. Chú nói là hai chỉ á. Ôi ôi, quá dữ không? Mà chú đi cái đoạn đường này là mỗi ngày hả chú? Đồng tầng mới điên. Tầng mới điên lần hả? Tầng nữa tầng. Ôi ôi, con thấy chú đeo đồ rất là nặng luôn á. Nặng không chú? Không. Thứ hai tới. Dạ. Yeah. Mới điên lần. Dò số chút chân. Dạ. Dò số chúng hả chú? Cả nhà ơi, chú ở đây là giấc này thì nó hơi tối thì mong cả nhà thông cảm thì quay bằng đêm. Bây giờ chú về nhà hay là đi đâu? Đi lên cảnh mà ăn gỏi dịch, ăn gỏi dịch xong rồi người ta biểu mà có tiền gửi đó thì mời con ra đó gửi cái mi đó nữa. Chỗ nhà ông cháu bé. Là chú gửi hả? Sáng mơ thì bằng ngày sáng sớm đó con cũng ghé ở đó không à. Mà nghe cái cả nhà thì chú ở đây á, là xưng với mấy anh em ở đây, mấy anh em rất là nhỏ tuổi hơn chú mà chú kêu là rất là lịch sự là con không? Chú mấy con là nhỏ hơn chú. Chú kêu chú đi, cháu đi. Đừng kêu bằng con. Mấy anh em con nhỏ hơn chú nhiều lắm. Ôi ôi nè, chú. Thường thường người ta đi người ta nói chú có bụng bự không? Không. Rồi sao? Chú cái sở thích là đồ là chú nhét vô đây hả? Giá số hay là quẹt thuốc hút rồi đó để vô dành hút. Dạ. Nó không có bị ướt gãy. Dạ. Rồi mỗi lần mà đi ra đường là chú phải dắt những cái đũa rồi những cái mũ lên sao đuôi vậy đó ha. Thì đến đâu thì mình có đồ riêng của mình á. Mà lý do là sao chú? Lý do là chú mình sợ bệnh hay gì?
khỏi mua. Không, khi mà lại bán là mua đồ ăn ta là ta có sẵn cho chú mà. À có, mà bị mình có để đem theo vậy đó. Dạ, khỏi mua. Lẽ là chú muốn cái đồ vật đó phải riêng cho chú. Dạ. Mình có để theo mà cũng bị đó. Dạ. Khỏi mua. Chú có chơi văn nghệ được không? Có ca hát được không? Có nữa hả? Trời ơi. Ôi, chú thể nào tặng cho anh em đi con bản được không? Một khúc thôi chú. Bây giờ mới đi, mới lên chỗ nhậm tắm danh đi rồi uống một hơi đó rồi hai con ở đó không à. Không, tại vì tụi con á là ở xa lại. Đang chuẩn bị đi mà. Bây giờ chú tặng cho mấy anh em con đoạn thôi. Một khúc. Mơ đi qua. Bây giờ ngồi xuống đi chú, ngồi xuống tặng mấy anh em con khúc đi rồi mấy anh em ngày mai tặng khúc nữa. Không, mời lên đó uống phê đi rồi mấy con trên đó mà ca hát nghe trời. Ồ, chú tặng mấy anh em con một đoạn đi rồi để dành đoạn này, đoạn gì cũng được. Đoạn đi. Ngồi xuống đi chú, ngồi xuống tặng mấy anh em con. Ngồi xuống đi. Mời lên thánh đi ca mình uống được hơi ca hát. Ngồi xuống đi chú ngồi, ngồi xuống. Sáng đâu mà hát bản đi. Làm dạ. Làm con khúc. Đi về xa lắm đâu có ở đây nữa. Làm khúc đi chú. Bữa nay chú cháu mình có duyên đó. Làm bài hát hay rồi hai ông gì chứ mà cầu đường chung ha. Dạ. Con lên chảnh. Rồi ngồi xuống đi chú, ngồi xuống hát nó mới có giọng chú. Rồi ngồi xuống đi chú. Rồi hai cậu mới về cầu Đình Chung nha. Cầu Đình Chung chứ. Vậy dạ. Thiệt con nói đây chú nói. Dạ. Con mới đi mà về nhà chả có một hơi mới về trong nhà con. Dạ. Chú tặng cho anh em con khúc coi. Chỗ cầu Đình Chung đó cậu. Dạ. Tặng đi chú. Đã lâu lắm rồi anh về thăm lời. Cây cầu dừa sáng nắng chiều dừng đó mà hai cậu mày đi về chỗ cầu Đình Chung đó. Dạ dạ, dạ. Còn con nữa lên đó uống phê rồi dạ. Về nhà con chở con hai. Ok ạ. Tiếp rồi chú. Hay tặng mấy con nữa đi chú. Cây cầu dừa sáng nắng chiều mưa chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đường làm sao em nhớ đến cây cầu dừa. Cây cầu dừa trơn trượt lắm em ơi đi mà không khéo té như trời mỗi son mã đào chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa. Cây cầu dừa anh chạy trước em sao không. Quá hay luôn. Bài gì nữa chú? Bài khác nữa đi. Rồi ok. Tặng cho mấy anh em con cái bài nào mà đi về đi về coi vui vui coi. Bài Tình Cha rồi chú nhớ không? Nhớ chứ không? Rồi chú tặng cho anh em con bài. Bài không kìa. Chú hát hay. Anh em con một đoạn đi chú. Bài anh em giúp không vậy? Chú ở đây lạ quá, thấy treo đồ quá nhiều luôn đó. Mà chú hát hay quá nè. Hát hay không cũng được bình tĩnh. Bà nghe tiếng đàn đi không ơi. Dạ. Bây giờ con búng tay cho. Nghe tiếng đàn ai gáo sao cầu như sóng lờ hôn cao những lầu. Vì mà phiêu danh tiếng hôm lại giấc ngủ vàng son. Một thời dễ nhớ ngày đó xa rồi. Quá hay. Bên nước mặn biển gió muối miệu bên nước ngọt phù sa những bồi bà hát leo thưa tá trời trăm đồng lúa trái ngàn khơi cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người bà hát leo xứ sở tôi yêu dưới sông cá chót trên bờ diệu hâu nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền như giấy tỏ ra mình giàu. Dạ
cho những người Bạc Liêu mấy nơi sông có cạn tình không đổi dần. Dù đi xa trăm hương, hai người thấu nỗi hoài hồn. Bạc Liêu thương quá hình bóng nhà giàu. Quá hay chú ơi. Chú bài, bài khác nữa đi. Dạ. Nửa bài hay hát nữa bài khác. Nửa bài hay đi chú. Ờ. Ca bài hay đi. Ca bài hay đi chú. Tặng cho mấy anh em con lộn nữa đi. Ờ, vậy rồi. Ta chào con đường tình yêu. Wow, yeah. Bài hay à. Rồi, ca đi chú. Đang nhớ bài nha cả nhà. Vẫy tay chào con đường tình yêu mà. Dạ. Anh về quê em nhớ lại chuỗi ngày mến thương. Sao nhiều năm cách xa ruộng đồng. Trên con sông canh đồng phút giây tranh lòng rạp cỏ đông nước biết xanh trong. Ngoài ruộng xa lúa chỗ đồng đồng nói không chú cái đó không bài bài khác nói đi dạ. Lựa bài hay đi dạ lựa bài hay đi ha chú lựa bài hay đi tặng cho mấy anh em con cái bài nào hay hay đi bài cuối ha bài cuối này tôi con về luôn nha bài chuyến xe miền Tây rồi đưa xe lên xe về luôn sao đành bỏ quê hương sao đành bỏ phố phường bỏ ruộng giường những đời ta yêu dấu sao đành bỏ quê hương.